Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh DV Channel. Rất vui được gặp lại các bạn. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ các bạn cách chúng ta chia sẻ cái video TikTok từ kênh của mình hoặc là của người khác lên trên bản tin feed hoặc là bản tin trên Facebook, khá là hay dành cho những bạn nào chưa biết. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết. Thì đầu tiên các bạn sẽ tiến hành mở TikTok lên. Rồi tiếp theo để chia sẻ thì các bạn chỉ việc nhấp vào mũi tên ở đây, rồi các bạn tiến hành chia sẻ trên Facebook. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ một cái video trên kênh TikTok demo của mình. Thì để chia sẻ cái video trên kênh TikTok của các bạn thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục hồ sơ cái hình người cuối cùng bên tay phải ở đây. Và tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào cái dấu ba chấm ở đây. Rồi các bạn sẽ kéo qua bên trái để các bạn đi đến cái mục là Facebook ở đây. Thì các bạn chỉ việc bấm vào thôi. Thì tiếp theo hệ thống di chuyển sang cái trang ở đây, đó là chia sẻ lên Facebook. Thì các bạn có thể có ở đây có hai lựa chọn là trên cái bảng feed và phần tin story của bạn, rồi kèm theo đó là các bạn có thể chọn chia sẻ công khai hay là bạn bè hay là cộng đồng vân vân. Ở đây các bạn có thể tùy lựa chọn. Thì sau khi các bạn lựa chọn xong thì các bạn tiến hành đăng cái tin lên, cái video này lên. Thì đây là tính năng khá là mới mà trước đây chưa có, chỉ có đăng lên cái phần tin story hay là reel thôi. Thì đến thời điểm này chúng ta có thể chia sẻ được trên bản tin feed và cũng như tin của bạn, khá là hay. Rồi ở đây ví dụ mình chọn cả hai luôn thì hệ thống sẽ chuyển sang đối tượng của bài viết, ai có thể xem bài viết thì các bạn có thể việc chọn lựa công khai bạn bè hay là ngoại trừ ai đó vân vân. Rồi các bạn chỉ việc bấm đăng. Rồi thì lúc này hệ thống sẽ thông báo chúng ta tài khoản của các bạn có thể được đề xuất cho những người khác vân vân, thì các bạn tìm hiểu thêm. Rồi tiếp theo bây giờ các bạn sẽ vào Facebook để kiểm tra xem. Rồi sau khi các bạn mở Facebook lên thì các bạn đã thấy tin của bạn đã nằm ở đây, có nghĩa là chúng ta đã chia sẻ thành công. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đi vào cái phần trang cá nhân các bạn tin feed ở đây để các bạn kéo lên để xem đã có các bạn tin feed chưa. Rồi như vậy là chúng ta thấy đây, bạn tin này đã được chia sẻ cách đây 3 phút từ TikTok và cái hình ổ khóa là lúc này mình chọn là chia sẻ chỉ mình thôi, khá là hay. Rồi như vậy là trong video hôm nay mình đã chia sẻ các bạn cách chúng ta chia sẻ video từ TikTok lên Facebook với tin và cũng như là bạn feed, khá là hay. Hy vọng video hữu ích và mang đến các bạn những giá trị nhất định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh cũng như để cho mọi người cùng biết. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.